Giữa không gian tĩnh lặng, được bao trùm bởi cảnh sắc thiên nhiên khoáng đạt trên đỉnh đồi, chùa Tây Phương hiện lên với những nét cổ kính trầm mặc, để lại ấn tượng khó phai cho nhiều du khách mỗi khi tới nơi đây. Chùa Tây Phương tên chữ là Sùng Phúc Tự, tọa trên đỉnh đồi cao chừng 50 mét, còn gọi là đồi Câu Lậu, thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Theo sử sách ghi chép lại, chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 3. Đến thế kỷ thứ 9, chùa được xây dựng lại nhưng vẫn chỉ là một ngôi chùa nhỏ. Đến giữa thế kỷ 16, năm Giáp Dần đời Lê Trang, chùa được xây dựng lại theo quy mô như hiện nay. Năm Canh Tý đời vua Lê Thần Tông 1660, chúa Tây Vương Trịnh Tạc đi qua đây, thấy cảnh chùa trang nghiêm đẹp đẽ, bèn cho sửa sang lại và xây thêm tam quan, nhưng đến nay tam quan đã bị đổ nát. Đến thời Tây Sơn, dưới triều vua Nguyễn Quang Toản năm 1793-1802, chùa lại được tu sửa, được đúc thêm chuông và gọi là Tây Phương Cổ Tự. Trong thời kỳ địch tạm chiếm năm 1945-1954, thực dân Pháp cho quân lên đóng, biến chùa thành bốt giặc và chúng còn cho bắn đại bác làm hư hỏng chùa. Sau khi hòa bình lập lại, cho đến năm 1964, chùa được sửa sang lại. Mặc dù trải qua nhiều lần trùng tu, nhưng diện mạo chùa ngày nay còn giữ được những nét cổ kính. Chùa Tây Phương có hai cổng, cổng thứ nhất ở ngay dưới chân đồi. Cảm nhận đầu tiên mà du khách tới đây là được bước trên những bậc thang xây bằng đá ong độc đáo, hai bên cây cối xanh tươi. Thỉnh thoảng, du khách lại bắt gặp vài sạp hàng bán đồ thủ công mây tre đan. Đó là những sản phẩm mang đậm nét văn hóa làng nghề truyền thống, tạo nên sự mộc mạc gần gũi khi đến với mảnh đất xóm chùa Tây Phương. Đi lên khoảng hơn 250 bậc đá ong là tới cổng chính của chùa. Đằng sau cánh cửa là khuôn viên chốn tâm linh mà có lẽ đối với bất kỳ ai có dịp đến đây sẽ đều muốn thưởng ngoạn khám phá. Từ cổng chính đi vào là một khoảng sân dẫn vào ba nếp chùa xếp song song theo hình chữ tam, thứ tự là chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Đằng sau và bên cạnh ba nếp chùa còn có nhà tổ và nhà mẫu. Các nếp chùa với tường xây toàn bằng gạch bát tràng nung đỏ để trần tạo nên một không gian với sự mộc mạc thân quen, thể hiện những nét đặc trưng của nhiều nếp nhà vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bên cạnh đó, phần tường đỡ với từng dãy đá ong, đây cũng là một trong những nét đặc trưng của chùa Tây Phương. Đặc biệt, các gian nhà chổ cửa sổ theo biểu tượng của triết lý sắc sắc không không của nhà Phật. Ngôi chùa Tây Phương khi 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, và trong đó có 34 pho tượng được là công nhận là bảo vật quốc gia. Đấy là những cái nét đặc biệt chính và những cái nghệ thuật điêu khắc. Khi nói về tượng Pháp của chùa Tây Phương thì có lẽ rằng là vô nhị độc nhất, nói về tượng gỗ của thế kỷ thứ 17.
mái lợp hai lớp ngói, mái trên có múi, lớp dưới là lớp ngói lót, còn gọi là ngói chiếu. Hình vuông đơn ngũ sắc như màu áo cà sa xếp trên những hàng dui gỗ, làm thành ô vuông vắn đều đặn. Sân chùa rộng với những tiểu cảnh được bố trí hài hòa, bao quanh là cây cối. Trong đó có cây đại hàng trăm năm tuổi, với siêu phong bao phủ thân cảnh, tạo nên cảm giác vừa thư thái vừa trầm mặc khi tới đây vãn cảnh. Giữa những nếp chùa có khoảng sân nhỏ lấy ánh sáng tự nhiên, có thể nói mặc dù trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử và nhiều lần trùng tu tôn tạo, nhưng cho đến nay chùa Tây Phương vẫn giữ rất nhiều nét cổ. Không chỉ là nơi được rất nhiều tín đồ Phật tử đến chiêm bái mà còn là điểm tham quan du lịch thu hút nhiều du khách thập phương. Tiên mình được đến chùa Tây Phương thì mình thấy kiến trúc ở đây là rất là cổ kính, và thực sự là nhìn thì cảnh chùa thì rất là yên tĩnh này, thanh bình này, và những cái cổ kính, những cái mái hiên mái chùa thì là rất là, mình thấy là rất là có những cái đặc biệt hơn những cái chùa mình đi. Ở đây thì rất là đẹp, cổ kính mà mát mẻ, nhìn chùa cổ kính sướng lắm, mà yên tĩnh. Mà đến đây cảm thấy lúc nào cũng chỉ muốn ở đây, không muốn về nữa. Chùa Tây Phương là nơi tập trung những kiệt tác hiếm có của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo, bao gồm chạm trổ, phù điêu và tạc tượng. Xung quanh chùa, ta dễ dàng bắt gặp những kiến trúc gỗ với các đầu bầy, các bức cổn, xà nách, ván long đều có chạm trổ, đề tài trang trí quen thuộc của dân tộc Việt là hình lá sâu, lá đề, hoa sen, hoa cúc, rồng phượng, hổ phù. Rất tinh xảo, được tạo nên bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng Mộc, làng truyền thống Tràng Sơn, làng nghề mộc lâu đời và nổi tiếng của xứ Đoài. Nhắc đến chùa Tây Phương, không thể không nhắc đến hệ thống tượng thờ với 64 bức tượng cổ chất liệu gỗ mít, được tạc và chạm khắc rất tinh xảo. Các bức tượng này trải qua thời gian vẫn giữ được nét cổ kính trang nghiêm, khiến cho không gian nội chùa càng thêm trầm mặc, linh thiêng. Đặc biệt năm 1960, nhà thơ Huy Cận đến thăm chùa đã viết những câu thơ thấm nỗi sầu nhân thế về hình tượng những con người đắc đạo mà lòng vẫn trầm ngâm suy tưởng về những nỗi đau quằn quại của chúng sinh. Bài thơ có tựa đề Các vị La Hán chùa Tây Phương với những câu thơ: Các vị La Hán chùa Tây Phương, tôi đến thăm về lòng vấn vương, há chẳng phải đây là xứ Phật, mà sao ai nấy mặt đau thương. Đây vị xương trần chân với tay, có chi thiêu đốt tấm thân gầy, trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt, tự bấy ngồi y cho đến nay. Có vị mắt dương, mày nhíu sạch, chán như nổi sóng biển luân hồi, môi cong chua chát, tâm hồn héo, gân vặn bàn tay mạch máu sôi.
Đó chỉ là một vài câu thơ trích lại trong bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Huy Cận, nhưng cũng khiến cho chúng ta cảm thấy phần nào dụng ý của người xưa khi tạc nên những bức tượng với thần thái khác nhau, cũng như ấn tượng của nhà thơ về hệ thống tượng thờ nơi đây. Đây là những hình ảnh tượng La Hán đỉnh cao của nghệ thuật tạc đúc tượng của cha ông. Chùa Tây Phương ấy thì gồm có 64 pho tượng, mà 64 pho tượng ở đây muốn diễn tả rằng 64 pho tượng ở đây mỗi ông mỗi vẻ hiện ngay sự đời. Ông đứng, ông ngồi, ông nhăn nhó, ông béo, ông gầy, ông lại soi gương. Và hàng năm đến rằm, đến ngày hội của chùa Tây Phương là ngày 6 tháng 3 âm lịch thì nhân dân ở khắp mọi nơi trong cả nước cùng nhau về đây để chảy hội chùa Tây Phương. Và có câu ca dao nói rằng nhớ ngày 6 tháng 3 ăn cơm với cà chảy hội Tây Phương, ngắm bắt bộ kim cương, xem tượng thần La Hán. Bởi vì ngôi chùa Tây Phương có 18 vị La Hán, là 18 vị tổ đang truyền, mà với nghệ thuật điêu khắc bàn tay tài tình của các nghệ nhân được tạp bằng gỗ mít, mà muốn lột tả tất cả những nội tâm con người, đặc biệt vào cái thời kỳ bấy giờ đất nước chúng ta và trị nguyện phân trên hai miền vào thời Tây Sơn ạ. Chùa Tây Phương là một ngôi chùa mang nhiều vẻ đẹp và giá trị lịch sử văn hóa tâm linh với những công trình kiến trúc cổ kính độc đáo. Là đóa hoa thơm ngát trên đồi Câu Lậu, núi Tây Phương, tô điểm thêm cho nét đẹp của những di sản của thủ đô Hà Nội.